Hello anh chị em. Mưa rồi nhưng mà vẫn phục vụ mọi người nhá. Kèo hay nên là vẫn phục vụ anh chị em. Kèo quá hay mọi người. Thế nên là phải phục vụ anh chị em. Mưa ướt tí rồi, máy điện thoại thì không thể hỏng được rồi. Nên là không sợ. Thế nên là vẫn tiếp tục phục vụ mọi người. Chuyển một tốt. Biển hai chị chim. Bóng vẫn còn kìa. Phản công cho đôi đẹp dai. Xử lý về y khéo léo của đôi đẹp dai. Xin chào bạn Ngô Giới, chào Kiều Tuân nha. Chào bạn Đinh Tám, mọi người chia sẻ cho giúp Phan Hiệp làm mọi người ơi. Kèo hay trời mưa. Kèo to mọi người nha, kèo hẹn kèo to luôn. Hẹn mới tinh chiều hôm nay. Thế nên là mưa mình cũng tác nghiệp cho mọi người cùng xem. Phía bên đội hình của đôi đẹp dai thì có Trường Hip, đôi đẹp dai Dương Việt Kiều và Đạt Nhỏ chân truyền. Bên này thì Thanh Ngọc, Lam Phạm và Dũng Nhà Báo, Trịnh Chim và Hiếu Bom. Bóng trơn rồi, thế nhưng bóng vẫn có điểm cho đôi đẹp dai. Chào bạn Nguyễn Thị Hạnh nha. Mọi người chia sẻ giúp Phan Hiệp nào mọi người. Hà Nội đang mưa to rồi, chỗ ngồi cũng không có ô luôn. Chuyền một tốt của Hiếu Bom, biên 4 cho Lam Phạm rồi. Bóng ngoài sân. Rất đáng tiếc. Chào Hoài Nương, chào Huy Hoàng nha. Chào bạn Thanh Bi. Mọi người yêu quý Phan Hiệp, cho Phan Hiệp xin một lúc chia sẻ là mọi người ơi. Ngồi dầm mưa này về ốm rồi mọi người. Nhưng mà không sao cả, phục vụ anh em là chính, phục vụ mọi người là chính nha. Ôi có mùi mực lướng rồi anh em ơi. Có mùi mực nướng rồi. Điểm bao nhiêu rồi Dung? 29 nhỏ. Ui. Kèo lượt đi thì phía bên Nam Phạm đang chiến thắng. Bóng vẫn còn kìa. Phản công cho Nam Phạm. Phòng thủ hay của đôi đẹp dài, phản công luôn. Phòng thủ tốt của Dũng Nhà Báo rồi. Rất gay cấn, kèo căng có khác mọi người. Kèo to có khác, đúng rồi. 39, kèo to có khác nha. Anh Đồ ở Yên Lập Phú Thọ, đúng rồi. Đạt 09 có ra sân không chú. Đạt 09 hiện tại đang đi công tác rồi. Chính xác bạn Hy Hoàng ạ. À, đôi đẹp dài ở Yên Lập Phú Thọ. 20 tháng 7 anh có về không? Bùi Văn Hiệp, mình có Hiệp ơi. Mình có về bạn nha. Hiệp ở Bình Thanh đúng không? Mọi người chia sẻ giúp livestream giúp Phan Hiệp đi mọi người. Trời mưa kèo hay như thế này thì lý do gì mà không chia sẻ để đổ cổ vũ động viên cho các anh em đang thi đấu tại sân Đức Diễn. Xin chào em gái Uyên, chào Huy Hoàng, chào Văn Hiệp nha. Mọi người chú chào An Nguyễn. Không qua lưới rồi. 59 à? Cực kỳ lại nhiều bất ngờ rồi mọi người ạ. Lại nhiều bất ngờ, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi. Chào bạn Tài Bùi, chào Việt Quang, mọi người chia sẻ giúp Phan Hiệp nào. Bình Định anh ạ. Ok, Bình Định ạ, ok em. Anh có về nha Hiệp nha. Là chắc khả năng chiều anh mới về được. Sân này địa chỉ ở đâu anh? Sân này địa chỉ ở sân Đức Diễn mọi người ạ. Sân Đức Diễn, địa chỉ 75 Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Sân này là sân mà kèo lượt về của Bùi Cường mới đây nhất. Bùi Cường chấp Tùng Phú Thọ đó mọi người nhé. Trời mưa mọi người nhé. Cho nên là nước mưa nó cứ rơi lung tung. Hay vào màn hình nó hay bị giật. Biên hai Trịnh Chim. Trịnh Chim hôm nay thi đấu rất ổn định mọi người nhé. Như vậy là đôi đẹp dài đã lưới rồi. Xin chào bạn Hùng Bin, chào Nguyễn Linh, chào Minh Củ. Anh chào Rin Tây nha, Rin Tây bán giày dép này thế nào, ổn không em? Phạt bóng tốt của Dũng Nhà Báo. Xử lý kinh nghiệm của đôi đẹp dài. Điểm bao nhiêu rồi? 06. À xin lỗi mọi người, 11, 16 mọi người nha. Chuyển một tốt của Thanh Ngọc. Bên hai chim chim quá hay.
pha lừa chắn, pha đánh bóng lừa chắn lắp bóng về y rất khéo léo của Trịnh Chim. 7-11. Mưa một ngày dày hạt hơn rồi. Bóng rất lặng rồi. Phạt bóng tấn công cũng rất uy lực. Phòng thủ tốt. Phản công cho Nam Phạm, bóng vẫn còn kìa. Rất lỗ lực. Phản công đi, phản công đi, biên bốn đôi đẹp dai. Bóng vẫn còn. Không được. Lại tranh nhau rồi. Vẫn còn. Pha bóng quá hay. Vẫn còn kìa. Lưới mất rồi, Trịnh Chim lưới rồi. Lưới mất rồi Trịnh Chim ơi. Xin chào Hoàng Hà, chào bạn Minh Khiêm, chào Hữu Lam, chào Hữu Duẩn nha. Mọi người chia sẻ cho Phan Hiệp nào mọi người ơi, trận bóng quá hay. Mình chỉ toàn phải lau camera mọi người. Nó hơi ướt. Xử lý tốt của Truyền Hai Dũng nhà báo đến từ Thái Hòa Nghệ An. 40 anh chị em rồi. Vừa like vừa phải che màn hình mọi người, nó nước nó vào. Xin chào Văn Hoàn nha. Chào Chí Hoa. Bóng ngoài sân rất đáng tiếc. Mưa to quá, mưa to quá. Điểm bóng 13-8. Trận bóng hay lên, Phan Hiệp cũng không lỡ tắt like mọi người. Quá hay cho Trịnh Chim. Hiệu suất của Trịnh Chim hôm nay là 100%. Điểm bao nhiêu rồi? 9-13. Phía bên Nam Phạm và Trịnh Chim cũng đang rất nỗ lực phần đuổi điểm. Bóng ngoài sân. Mưa quá mọi người ơi, không có một cái chỗ nào để mà. Chuyền ơi, chuyền ơi. Chuyền ơi, chạy cho tôi mượn cái ô cái nào. Mưa quá nhạ, mưa to, mưa mình thì không sợ ướt đâu, sợ máy thôi mọi người. Rất nỗ lực của Lam Nạp, Lam Phạm. Tú ơi, xem nhà nào có ô, mượn anh cái ô. Ô ô ơi. Mình thì không sợ ướt đâu vì là người cũng ướt rồi. Nhưng mà chỉ lo mỗi điện thoại thôi. Chuyển một tốt của đôi đẹp dai. Bóng vẫn còn, không được rồi. Nhạt. Đấy nhà bên đấy. Đấy đấy nhà bên cạnh bên trái. Và cho anh mượn cái ô. Bóng trong sân. Nhà bên trái này em ơi, cái anh đang đứng ở cửa kìa. Nhiệt quá nhỉ, lại mưa mọi người ạ, bực thật đấy. Mưa quá, mưa quá. Không còn một cái chỗ nào để đứng chú à. Bóng trong sân, rất hay. Ừ nhỉ. Mày cầm anh cái túi quần áo này, đánh xuống đây anh ngồi với. Đây cầm, anh cầm cầm anh cái máy đánh xuống. Mọi người chờ mình chút ra để mình xuống chỗ kia. Ôi ôi, chỗ này không mưa luôn. Cho cái chân máy lên á. Tôi lấy anh cái áo của anh ba lô để cái áo xanh xanh của anh để cột kia.
Mọi người chờ mình tí nhá. Quá anh chị em, được thật đấy. Trận bóng đang hay mà lại mưa. Ok anh chị em xem tạm nhá. Rất hay. Đúng rồi, xuống đây đi hợp lý hơn. Phạt bóng rất khó chịu của Nam Phạm. Lọt tay rồi. Như vậy là phía bên này đã bắt bên kia lỗi chiến thuật mọi người. Không chịu nổi áp lực. Không chịu nổi áp lực à? Tấn công hay của đồ đẹp dài. Mưa quá, mưa quá. Tấn công tốt, phá chắn hay của Trịnh Chim rồi. Phạt bóng là Nam Phạm. Chuyền một tốt rồi. Bóng vẫn còn kìa. Phản công đôi đẹp dai. Không được. Tranh cãi rồi, tranh cãi rồi. Thể thao là thế anh chị em ạ, không thể tránh được. Vào lưới thôi, vào đấy vào lưới thôi. Không thể tránh được tranh cãi. Điểm bóng đang là 16-18. Chắn bóng phía bên Nam Phạm thì có Trịnh Chim, Thanh Ngọc và một em rất trẻ nhưng mà thi đấu cũng rất hay mọi người. Tổ chức tấn công đi, ai chuyền hai đây? Trịnh Chim chuyền hai thì yên tâm rồi. Bóng trong sân, điểm bao nhiêu rồi? 17-18 à? 17-18. Phải lau cái cam đi tí, anh chị em chờ mình tí nhé. Lau cái cam đi cho mọi người xem. Chấm nét. Bóng vẫn còn 18 đều không? Chuyển cao lên, đúng rồi, 18 đều đây. 18 đều. 18 đều cho Nam Phạm và Trịnh Chim, Thanh Ngọc. Rất đáng tiếc cho đôi đẹp dài và Trường Hiếp. Xem thi đấu đầu tiên cũng thế mọi người ạ, lượt đi cũng thế. Có những thời điểm mà dẫn 4-5 điểm. Thế nhưng đến cuối cùng lại thua. Và bây giờ thì đang là 18 đều. Phạt bóng rất khó chịu. Đúng rồi. Pha xử lý bóng chéo sân của đôi đẹp dài. 19-18. Tạnh mưa rồi đấy. Để đây có thể hơi mình lệch máy nhỉ. Cái này nó về tâm sân này. Đấy. Tâm sân này. Mười chín đều à? Rất gay cấn, cứ chỉnh đi chỉnh lại mất hết người xem. Ok, giờ thì ổn định rồi anh em ạ. 19 đều. Thể thức ở sân chơi Đức Diễn thì lúc nào cũng là điểm 25 mọi người nha. 25 cách luôn. 20-19 cho đôi đẹp dài và Trường Hiếp. Anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng giày VHD cũng như thương hiệu quần áo thể thao hàng thiết kế thì có thể liên hệ trực tiếp với fanpage của Phan Hiệp mọi người nha. Biên 2 Trịnh Chim, hay quá Trịnh Chim ơi. Ôi ôi ôi. Rất nỗ lực mọi người ạ, sân trơn nhưng mà rất máu lửa.
20 đều. Không biết tình như là ngôi sao trời mưa. 20 đều. Trời mưa ở khu vực miền Bắc hiện tại là chắc chỉ có mỗi Xuân Đức Diễn thì còn đang thi đấu thôi mọi người. Và dự là hôm nay kèo cũng rất là muộn mọi người. Biên 4 cho đôi đẹp dai, bóng đẹp đô. Bóng vẫn còn kìa. Pha xử lý bóng về khéo léo của đôi đẹp dai, pha bóng cũng trên tầm mọi người ạ. 21 đều. Gay cấn quá, càng về cuối càng hay. 21-20. Ơ nhầm. 21-20. Bị Dương Việt Kiều chấn chỉnh ngay. 21-20. Một tốt, 21 đều đi. 21 đều đi. Hay quá chị Chim ơi. Quá hay rồi. Chị Chim là sở trường trời mưa mọi người ạ. 40 anh chị em mọi người cho Phan Hiệp một lúc chia sẻ nào để mọi người cùng xem kèo chung kết mọi người nhé. 21 đều. Bóng rung rồi. Không vụt được, vụt đi, chuyền một lên. Phản công. Biên hai vụt đi nào, hay quá. 22-21. 22-21 cho Trịnh Chim và đôi đẹp dai Thanh Ngọc. Trời mưa là sở chỗ kìa. Lấy luôn đi. 22-21. 23-21. Lật kèo liên tục mọi người ạ. Lật kèo dẫn đến lật lưới rồi. Vẻ mặt thất thần của Dương Việt Kiều rồi. Anh em thấy Dương về rồi à? Chuyền một tốt rồi. Còn mỗi đồ, wow, chịu. 24-21. Đúng rồi, lên chuyền từ đầu khi lại ăn. 25-22. Như vậy là 25-22. Chưa tài đâu. Thời điểm đầu là 8-1. Đôi công à? Ờ đúng rồi. Ờ. Làm chân. Chị Chiêm ơi.